Hùng Đô Kiếu Ngạo. Kính thưa quý vị, trước giờ vẫn hay nghe người ta đố đàn ông với con trai khác nhau thế nào. Con trai thì sống dưới biển, còn đàn ông thì bay trên trời. Kính thưa quý vị, đó là đánh tráo khái niệm. Chứ thật ra đàn ông và con trai khác nhau nhiều lắm. Chúng ta tạm chấp nhận rằng con trai là nam giới trước khi lấy vợ, còn đàn ông là nam giới sau khi lấy vợ. Như vậy thì khác nhau như thế nào? Lấy vợ rồi tăng cân dùng dục, mập lên béo lên kinh khủng lắm. Lý do trước khi lấy vợ về nhà chạy vô bếp mở tủ lạnh ra, nhìn thấy chán quá đóng tủ lạnh lại, leo lên giường nằm. Lấy vợ rồi về nhà nhìn lên giường thấy chán quá, chạy vô bếp mở tủ lạnh ra. Chồng là người trước khi cưới thường đến chỗ hẹn sớm hơn, nhưng sau khi cưới lại về nhà muộn hơn. Denied. Chồng là người trước khi cưới thường để ý đến khuôn mặt người yêu xem có xinh đẹp không, nhưng sau khi cưới lại hay để ý xem vợ có biết nấu nướng hay không. Chồng là người trước khi cưới thường tặng hoa hồng cho người yêu, sau khi cưới lại đưa lương cho vợ. Chồng là người trước khi cưới thường giữ đúng lời hứa, nhưng sau khi cưới rồi thì thất hứa liên miên. Chồng là người trước khi cưới giống như một thiên thần, sau khi cưới giống như một ông chủ. Chồng là người trước khi cưới thường chú ý ăn mặc chải chuốt trước mặt người yêu, nhưng sau khi cưới lại biến thành một người lộn thuộm cẩu thả. Chồng là người trước khi cưới có thể ngồi hàng giờ nghe bạn ba qua về những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng cưới vợ về rồi thì chỉ thích người khác nghe mình nói. Chồng là người trước khi cưới thường bị người yêu tra khảo về các mối quan hệ, nhưng cưới vợ về rồi thì chuyển sang tra khảo vợ. Chồng là người trước khi cưới khen vợ tương lai của mình đẹp nhất, cưới vợ rồi lại khen vợ người đàn ông hàng xóm đẹp. Chồng là người trước khi cưới đi chơi với cái ví nặng tiền, sau khi cưới trong túi chỉ còn lại vài đồng xu lẻ. Chồng là người trước khi cưới có chuyện gì cũng muốn tâm sự, nhưng sau khi cưới thường thu mình lại một chỗ trầm lắng, suy tư.